Xin chào các bạn, sau đây mình xin giới thiệu đến các bạn một cái tựa game, nó là game Phàm Nhân Tu Tiên chơi H5 các bạn. Thì trong cái mục đăng ký tài khoản thì mình đã đăng ký ở đây rồi. Thì bây giờ là mình sẽ chọn server, đó là server 11 luôn. Rồi ok, game đã ra đến server 11 rồi. Khi các bạn vừa vào game thì các bạn sẽ nhận ngay được 50 triệu kim nguyên bảo thường và 50 triệu các bạn sẽ tham khảo thêm cho mình nạp 200 trở lên thì ở bất cứ server nào hình thức chuyển khoản qua ví điện tử. Ngoài những ưu đãi siêu khủng khiếp, sẽ nhận ngay một thẻ tiên nữ chân Trâm Anh với lực chiếm siêu khủng khiếp. Nạp 500 bằng hình thức chuyển khoản thì sẽ được thẻ tiên nữ cô giáo Thảo với lực chiếu chiến siêu trâu bò khủng khiếp. Đấy, những các cái này thì bạn nào mà các bạn cứ nghiên cứu để khám phá thôi, chứ còn mình cũng không khuyến khích hay là gì hết. Hệ thống săn boss, trai in quái này, nhiệm vụ chính tuyến hàng ngày, phó bản kết hôn, gia viên cánh và thời trang. Đặc biệt có đội ngũ admin nhiệt tình trả lời với tốc độ ánh sáng, hướng dẫn chu đáo tỉ mỉ này, sự lỗi tiếc thành công các server khác. Khai mở S10 sẽ có sự kiện siêu khuyến mại khổng lồ. Đấy. S10 cho đến S11 là đều có các bạn ạ. Thì chỉ cần đăng nhập vào thì sẽ nhận ngay 50 triệu kim nguyên bảo và 50 triệu kim nguyên bảo khóa này. 50.000 bạc sự kiện nạp thẻ trong 3 ngày khai mở server này. 500 K thì sẽ được cô ngồi cung trăng, một tà thần và một thần thiên hỏa. Nạp qua ví điện tử Momo, Zalo Pay hoặc tài khoản ngân hàng thì cái này thì mình không không khuyến khích các bạn nạp nhé. Rồi, đó, mình chỉ cần các bạn là nên nhớ là nó cho các bạn tầm này luôn. Rồi. Ok, đây chính là cái giao diện của cái game này đây. Các bạn có thể khám phá cái pet này nhé.
kênh này mình cũng